Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở sân kho báu. Và hiện tại thì mình và Rồng đang ở bên thế giới màu tím mộng mơ này để lấy thêm một ít những cái quặng magic á. Đây, mình nghĩ là thêm một cái công trình này nữa là đủ chỉ tiêu cho cái công việc ngày hôm nay rồi. Giờ thì để mình tranh thủ mình vô mình phá lòng spawn rồi loot quặng nhá. Láo nháo này. Xong. Lần nào cũng vậy, vô đây là phải bị đấm một xíu mới loot được quặng ha. Rồi. 2 nè. 3. Và bên đây 1 nữa là 4. Đó, càng ngày thì mình càng loot được ít những cái phôi netherite nha. Lúc trước á loot một lần là cũng được 8 nè, 9 cái. Nhưng mà càng về sau thì càng ít lại. Không hiểu kiểu gì luôn. A few moments later. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái khối magic ha, từ những cái phôi magic mà mình tìm được nè. Mình sẽ cần ít nhất là 10 khối. 1 2 3 7 8 9 10. Ui cái gì đây? Đi xuống. Cái anh hợi này ở đây dây điện không đó? Thiệt tình. Hồi nãy anh mới đụng vô dây điện hay sao la lên một cái é nè. Cẩn thận nha. Chắc sắp tới mình phải tìm cái gì đó mình rào đây, kẻo anh hỏi đi đụng dây điện vài lần nữa là đi luôn á. Sau khi đã có được những cái khối magic thì mình sẽ làm thêm những cái khối netherite nữa. Cỡ 8 khối á. Đây, 8. Ui chết rồi, thiếu rồi. Thiếu thì làm thêm thôi. Mình sẽ làm thêm 3 cái, 3 4 cái gì nữa để đủ công thức làm khối netherite ha. Đây. 8 khối netherite rồi nè. Và cuối cùng là mình sẽ kết hợp hai cái thứ này lại với nhau để tạo thành một cái quặng nó xịn sò con bò hơn. Công thức của nó là như vậy. Nó có tên là Mega Block ha. Mình sẽ làm hai cái Mega Block. Cuối cùng là mình sẽ chế tạo thành thanh kiếm Mega thôi. Đây, thanh kiếm Mega có công thức là hai khối Mega, 4 khối vàng và 2 khối Redstone ha. Và chuẩn bị. Mình đã đàm ra được một thanh Mega Sword rồi nè. Một cái kiếm Mega ha. Ui nó đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Mình treo lên thử coi. Wow. Ống ánh nhìn đẹp chưa kìa. 100 sát thương đó. Nhưng mà tốc độ đánh thì hơi chậm thôi. Sát thương thì có thể nói là rất là cao luôn. Ui, bữa nay là mình có hàng nóng rồi. Không biết là xét về sức mạnh thì như thế nào ta. Mặc dù nó có nhiều đam thật đấy, nhưng mà nó đánh rất là chậm nha. Một cái nhược điểm rất là lớn luôn. Chắc mình phải đi săn kho báu để kiểm tra sức mạnh mới được. Mình sẽ kết hợp cái viên pha lê này với cái siêu luôn đi, để chúng ta sẽ cùng nhau làm cái nhiệm vụ Scavenger ha. Scavenger là gì ta? Tò mò ghê á. Kích hoạt lên luôn. Còn bây giờ thì máu còn không ta? À thuốc hồi máu còn. Ok. Bữa nay có rồng băng nữa nên mình nghĩ mình khá là tự tin khi mà đi săn kho báu đây. Đi thôi. Để xem. Thử thách. Ui sao nhiều vậy? Trời. Nó bắt mình săn tới tận 7 món đồ khác nhau lận. Cánh cổng lần này thì không có rừng 7, nhưng mà ít thời gian và mình sẽ được hồi phục. Cũng hơi căng á. Nhưng mà được cái biết gì không? Bây giờ kiếm mình mạnh thật sự. Qua đây là có thể one shot hầu hết các con quái rồi. Chưa, nhưng mà mình vẫn phải tập trung chuyên môn là đi săn mấy cái món đồ nha. Rồi mình đã có được 3 món rồi nè. Cẩn thận nha. Vì cây kiếm của mình hiện tại chưa có được ép cái dòng hút máu ấy, nên khả năng hồi phục của mình tương đối kém này. Căng rồi. Mình phải kích hoạt thêm cái Scarab để mình hồi phục nó tốt hơn quá. Ồ, có rương ở trên à. Vậy là trước giờ trên này có rương mà mình không biết. Được quá ta. Và mình cũng có được những cái viên ngọc bị vỡ đầu tiên rồi nè. Tính ra cái siêu này nó cũng không có quá khó ha. Chủ yếu là mình đi săn quái thôi. Mà hôm nay thì săn hơi bị dễ luôn. Kiểu có kiếm mới săn hơi bị tự tin đấy nha.
Ồ, lâu lắm mà mình mới gặp lại cái thành phố này nha. Tranh thủ mới được. Kumara. Eternal của mình á. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có triệu hồi ra được thôi. Chắc sắp tới phải gán để dành điểm kỹ năng rồi nâng cấp Eternal mới được. Giờ thì đi xuống dưới này để chúng ta lút rừng nha. Quét sạch mấy cái rừng dưới này luôn. Đánh lén, đánh lén. Kiểu không có rừng 7 á, nên mình tha hồ mà mình mở rừng ha. Không có sợ bị phát nổ hay là bị dính độc đâu. Thì rồi, cuối cùng cũng gặp căn phòng mà mình có thể farm được những cái con zombie chết đuối rồi ha. Thường thì nó sẽ xuất hiện ở mấy cái căn phòng nhiều nước giống như vậy nè. Ủa? Ok. Ủa mấy thanh niên giang hồ biển đâu hết rồi? À, cầm đinh ba. Cầm đinh ba hả? Rồi có luôn. Ồ. Khoan khoan khoan. Bây giờ mới có cánh cửa mà mình có thể mở nè. Thời mình tới rồi. Để xem coi lần này thì chúng ta sẽ mang về được những cái quặng gì ha. Ủa những món đồ gì ha. Cũng được. có thêm một cái viên ngọc vỡ nữa nè. Tầng trên thì sao? Tầng trên hy vọng là khá hơn xíu nha. Ý. Tầng trên cho mình một cái áo, một cái quần. Một tí ráng ráng tìm thêm đồ ổn nữa là chúng ta sẽ kiểu như là có được cả một cái set đồ rồi. Cũng khá là ok ha. Đây là căn phòng kiểu như là lồng chim à. Lồng vẹt, lồng vẹt. Lâu lắm rồi mới gặp lại căn phòng này. Đổi 2 phút nè. Đổi luôn. Nhiều rương thế. Rương thì nhiều á nhưng mà đồ đâu đâu không à. Thiệt luôn. Ok, giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ mình cất đồ của cái thử thách này rồi chúng ta trở về nhà thôi á. Tranh thủ nào, tranh thủ nào. Một tí sau khi mà mở rương xong thì chắc mình sẽ cường hóa cây kiếm này lên mới được. Tại vì hồi nãy lúc mà chiến đấu mình thấy cái nhược điểm đó chính là tốc độ đánh rất là chậm á, thành thử ra mình phải có cái dòng hút máu để khi mà mỗi lần mình đánh chậm như vậy thì mình sẽ hút được một tí máu ha. Nó còn kiểu như là an toàn hơn chứ hồi nãy có mấy pha suýt nữa thì toang rồi. Và cái rương boss lần ở cái rương thử thách lần này sẽ cho mình tương đối là nhiều những cái mảnh giáp á nha. Cả đống mảnh giáp luôn. Đa số là vậy ha. Ngoài ra thì còn cho mình một cái rương rương giáp gì nữa nè, khá là lạ luôn. Mình sẽ để vô đây. Hôm nay mình cũng dư khá là nhiều rương giáp ha. Một ngày nào đó thì chúng ta sẽ mở hết một lượt. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ mình mở một vài cái món đồ cấp epic nè. Coi coi đủ một set không ta. Mà hơi tiếc là hôm nay mình không có được bất kỳ một cái mảnh nón nào mà cấp epic hết á. Chỉ có áo quần với ủng thôi. Có mảnh cấp cấp hiếm nè. Thôi tạm thời thì chắc mình sẽ mở trước mấy cái đồ epic trước đi ha. Coi coi nó sẽ ra cho mình những món đồ gì. Đầu tiên là cái áo nè. Để xem coi nó sẽ cho mình cái áo gì đây. Nếu tốt thì chắc mình sẽ mặc đi khám phá ngày hôm nay luôn á. Áo gì lạ vậy? Cái áo này. Ui. Cái phần vai của nó có hai cái gai kìa. Được quá ta. Nó có trong một set đồ nào không? Có khi nào? Nó chung với set đồ này. Đúng không nhờ? Ôi dám lắm ấy. Có vẻ hai cái này là nó chung set với nhau nè. Nhìn y rang luôn á. Chắc vậy rồi. Nếu vậy thì treo lên luôn. Giờ thì hầu hết cái xếp giáp của mình á, nó đều có áo với nón rồi. Nhưng mà quần thì không có nha. Toàn là thiếu quần thôi à. Trong ba lô mình còn một mảnh áo epic nè. Để thử mở nốt luôn coi. Và coi nó ra cái mảnh áo gì nha. Cái gì? Mảnh áo này cho mình kháng lửa. Và nó có hình dạng giống như là hình dạng một cái bộ xương. Trời. Cái này như bộ xương tê giác vậy á. Wow.
Mà nhắc tới xương thì mình chợt nhớ ra, trong cái nhà để giáp của mình còn cái nón đầu lâu xương sọ nè. Mình sẽ đội chung vô cái set đồ này coi, có phải hai cái món này là chung một set hay không. Rồi, chuẩn bài luôn rồi. Có vẻ cái nón này với cái áo này là chung một set nha. Và nó cực kỳ ngầu luôn. Được này, mặc dù chất lượng của nó là epic thôi, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là tốt ấy. Được, được, được. Cái nón thì chỉ chất lượng thường thôi à. Nhưng mà không sao, với nhiêu đây là mình thấy cũng tương đối ổn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ nâng cấp sơ sơ đi nha. À không, mình sẽ mở nốt thêm cái quần dưới cái ổn nữa, để coi coi nó có chung set đồ hay không ha. Rồi, cái quần là thấy không, không chung rồi. Ờ, cái ổn cũng thấy không chung luôn. Còn khi mặc vô thì sao? Ủa, cái quần mặc gì kỳ vậy? Cái quần hơi kỳ nha. Cái quần nhìn giống cái thắt lưng hơn á. Ờ, cái này nhìn giống như cái thắt lưng hơn. Ồ, ok, mặc thử luôn đi, xì tay mới ha. Giáp thì cũng chắc cũng ok la đấy, cũng được full giáp nha. Mặc hết cái set đồ này vẫn được full giáp bình thường thôi. Ok, cũng tạm ổn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi shopping để nâng cấp cái cây kiếm mega của mình, có thêm một vài dòng cần thiết ha. Để mình coi coi ép xong cây kiếm thì còn kinh nghiệm để mình ép tiếp hay không ha. Ồ, chưa, sắc bén, mình phải ép sắc bén trước. Nên không nhờ? À khỏi, khỏi cũng được, 100 đam rồi. Sắc bén gì tầm này nữa. Rồi, bây giờ là tương đối ổn rồi đó. Kinh nghiệm còn lại thì chắc mình sẽ để dành, mình nâng cấp cái áo giáp của mình lên. Hay là không nâng cấp luôn ta? Ví dụ mình không nâng cấp thì đi chinh phục kho báu có bị ăn hành không? Thử nhá. Tại vì cường hóa xong á, nhìn cái set giáp nó sẽ mất cái chất đi. Bây giờ nhìn nó còn đẹp nè, chứ cường hóa cái nó có cái hiệu ứng cường hóa, nhìn nó không còn đẹp nữa ấy. Đó cũng là một cái trở ngại ha. Rồi, giờ thì tiếp tục chế tạo pha lê kho báu vào quẩy thôi. Ừ, lúc nãy thì mình chợt nhớ ra, hình như trong đây có cái siêu mà mình có thể chế tạo được thì phải, mà nó mới toanh luôn. Siêu, à, siêu này nè, chính xác. Cái siêu này thì mình sẽ cần có một cái khối này. Khối này thì mình làm được chứ? Ồ, mình làm được. Vậy thì dễ rồi. Giờ mình chỉ cần phải làm thêm một cái kiếm netherite nè. Làm liền luôn. Một cái kiếm netherite ha. Rồi, chế tạo cái siêu này. À, còn thiếu cái mảnh perfect nè. Làm luôn 4 cái. Xong. Bữa nay là chúng ta sẽ kiểu như là dùng hai cái siêu một lượt ha. Cái siêu lần trước thì mình đã vượt qua khá là dễ dàng rồi. Cái siêu lần này thì nó có tên là cuộc xâm lược. Mình sẽ đi xâm lược ở bên đó à? Hay là bọn chúng sẽ xâm lược mình? Căng à. Không giỡn đâu. Chắc mình phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu thôi. Rồi, không chần chờ gì nữa, lên đường thôi. Hy vọng chúng ta sẽ may mắn. Ôi, cái gì? Thời gian ở đây nó đứng im rồi. Mình bị trừ hết 2 phút 30 giây nữa chứ. Cái gì? Ôi. Sao mình nghi là mình kích hoạt cái này lên là nó sẽ đóng cửa là vậy? Cái gì đây? 30% tăng cái số lượng quái vật, nhưng mà thêm được một cái rương. Đánh liều không ta? Chưa, để mình chuẩn bị thuốc hồi phục lại cái đã. Thôi, vô luôn. Đâu? Có tăng quái vật lên không vậy? Có quái vật đâu? Ui, đây rồi. Ui, sao nó mạnh vậy? Ui, nó mạnh lắm. Ui, trời. Oh my god. Các bạn coi kìa, nó đấm mình 2 cái thôi mà muốn đi luôn. Trời đất ơi, không có đùa được đâu. Bây giờ bọn chúng rất là mạnh rồi. Căng hay chứ. Ui, may mà mình bay về kịp á, không thôi là mất hết đồ rồi.
Xíu nữa thì toang. Sợ quá sợ quá. Phải đi vô lại thôi. Đi lại đi lại. Nhưng mà đi ở cánh cổng thường thôi nha, chứ không cánh cổng mà thử thách đó nữa đâu. Rồi, hy vọng lần này thì chúng ta sẽ kiểu như là may mắn hơn nha. Hồi nãy là hơi gung quá. Rồi, vô. Chắc không có toang như lần trước đâu nha. Ố, lần này thì mình được may mắn nè. Rồi cộng thêm rương. Rồi có cơ hội có được miếng artifact nữa chứ. Em nha, em nha. Và cũng có nhiều bạn kiểu thắc mắc về công dụng của miếng artifact ấy. Thì nó giống như là tiền đề để mình dẫn tới cái kho báu cuối cùng á. Kiểu kiểu như vậy á. Thế nên là công việc của mình là cần phải thu gom thật là nhiều những miếng artifact đó. Chứ không phải khi không mà mình lại đi tìm nó đâu. Ôi ôi. Trời trời trời. Ui, sao nó quýnh cái nửa cây máu vậy? Mặc dù bây giờ mình mạnh thì mình có mạnh thiệt đấy, nhưng mà về khả năng phòng ngự của mình thì chưa thực sự mạnh đâu. Wow, nhưng mà cái rương trong công trình lần này có vẻ giàu có đấy. Trước mặt có phải là phiến đá không? Chính xác rồi. Phiến đá đầu tiên nha. Lút thêm rương luôn. Rồi, ê, 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 gì đây, gì đây? Ở đây còn rương nữa nè, tranh thủ. Mà kiểu càng về sau thì quái có vẻ nó trang bị đồ càng xịn đấy nhờ. Giờ zombie nó cầm kiếm kim cương các thứ rồi. Một vài hôm nữa chắc là nó sẽ cầm luôn cả full giáp kim cương đấy. Lúc đó không biết là mình bán hành cho nó hay là nó bán hành cho mình đây. Ồ, bên đây có vẻ là có phiến đá này. Đúng không? Nếu như mình nhìn không lầm. À rồi 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 rồi, mình nhìn lầm rồi. Không phải phiến đá đâu. Đó là cái rương. Ok. Ê, bên đây. Hình như bên đây là... Chính xác rồi. Bên đây là phiến đá thứ hai ha. Hoài, tìm mãi mới thấy phiến đá thứ hai á. Ui, giờ một mũi tên không chết giết nổi một con rồi. Wow. Có vẻ là mình đang dần yếu đi so với mấy con quái rồi đó. Như vậy thì không tốt tí nào. Đây là phiến đá thứ ba. Phiến đá thứ tư đây luôn. Thơm thiệt. Giờ thì mình quét sạch mấy cái rương thưởng thêm này trước đó. Rồi chúng ta mới xơi boss ha. Đây đây còn rương nữa nè. Lút sạch luôn hết trơn. Ở đây nữa. Rồi có vẻ là mọi thứ đều rất là sạch sẽ rồi ha. Giờ thì chúng ta xuống dưới và thịt boss thôi. Lần này thì mình sẽ triệu hồi Eternal nè. Hay là kêu rồng ta? Ừ, mình sẽ kêu rồng đi. Mình chỉ được chọn một trong hai thôi. Và lần này mình sẽ chọn rồng ha. Ăn thêm mấy trái táo. Giờ trận chiến đầu tiên của mình và rồng băng đây. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Rồi, vô. Này thì boss hả? Này thì boss hả? Này thì boss hả? Boss hả? Mình chặt hơi bị thốn. Mình chặt hơi bị thốn. Mình chặt hơi bị thốn. Ủa? Ủa, tính ra mình kêu rồng ra cái rồng ngủ khò khò luôn. Không, mình quýnh boss luôn. What the heck? Không hiểu. Anh em xương máu như vậy là chết rồi. Để mình mở rương coi. Hồi nãy là nhiêu? 15% đúng không? 15% có artifact. Rồi luôn, có cái nịt luôn. Hôm nay không hên như hôm qua rồi. Mà kệ, không sao. Dù sao thì chúng ta cũng vượt qua được cái con boss một cách rất là nhanh chóng á. Có vẻ là bây giờ sức mạnh của mình so với boss thì vẫn ok. Nhưng mà so với những cái con mà nó canh gác kho báu thì chưa ok nha. Nhất là bộ giáp nè. Mình phải tìm cách mình nâng cấp cái giáp này lên thôi. Chứ hiện tại cái mặc cái giáp này là chắc chắn ăn hành nha. Mà hồi nãy mình vẫn còn cay lắm. Để bây giờ mình sẽ chinh phục lại thêm một lần nữa. Nãy chắc là tại do giáp... Ôi, mình còn thiếu viên pha lê kho báu. Cho bộ giáp của mình hơi yếu thôi. Bây giờ mình mặc đúng cái bộ giáp mà mình đang dùng luôn nè. Để xem coi chúng ta còn ăn hành hay không ha. Mình chơi lớn luôn. Áo vàng cường hóa đâu? Mình đem hết vào mình ăn luôn á. Ba trái nè, để coi có ngon ăn hiếp mình nữa đi. Giỡn mặt hả? Ui, trời ơi, cái anh hỡi này đi xuống. Lâu lâu cái nghe ảnh là cái é lên. Nhìn lại là ảnh đi đu dây điện á. Sợ thiệt. Anh vừa vừa thôi nha.
tôi với điện hoài. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ bước qua thế giới kho báu và chinh phục cái thử thách kiểu như là cuộc xâm lược lần hai á. Ủa? À quên. Hơi lát một xíu. Mình phải kết hợp với cái viên pha lê kho báu mới được. Rồi, lần này là vô thiệt nè. Chuẩn bị nha, ăn trước mấy trái táo luôn, hụ sẵn hết rồi đó. Vô, giờ qua đó là chỉ có quẩy thôi. Đi. Lần này có búp gì không vậy? Ui sao lần này không có cho mình thêm cái hiệu ứng gì hết nhở? Bèo đến vậy sao? Trời đất ơi, mình sẽ lấy hết thuốc hồi máu ra luôn. Sao mà đỡ được? Kỹ năng là mình sẽ bật rampay lên trước nè. Vô nhá. Rồi, để xem, mình sẽ test thử hai vũ khí luôn, để coi vũ khí nào sẽ tốt ha. Rồi, vô. Ui, nó đánh hội đồng mình. Đánh hội đồng mình cơ. Ôi, có vẻ kiếm băng khắc chế được. Kiếm băng khắc chế được. Ây da. Đánh hội đồng hả? Giống đánh hội đồng hả? Ui. Nó đánh hội đồng mình. No. Trời ơi, nó đánh mình hất tung không sụp gớt luôn á. Quá thoát. Này thì chiến binh hả? Vô. Vô. Vô đây. Vô đây, 1-3. 1-3 luôn. 1-3 luôn. Vô đây. Ây da. Căng thiệt á. Kiểu ba tên mà dí lại đánh có một mình à. Đánh hội đồng á, à. Dám đánh hội đồng á. À. Vô. Như nào? Tiếp tục. 1-3, vô, bước vô đây. Đóng băng hết luôn. Vô đây, một tên gần liệm rồi nè, một tên. Còn hai tên thôi. Mình làm được. Bước vô đây. 1-3 luôn. Áo. Vô. Như nào? Như nào? Này thì quýnh hội đồng á. Ui, hình như mình chưa đem mũi tên ra. Mình phải lấy mũi tên ra cái đó. Mình có cung mà. Ui, nó không cho mình dùng cung. Ouch. Nó chỉ cho mình dùng cận chiến thôi. Này thì căng hả. Bước ra đây. Lao nhau. Lần này là hai con boss một lượt. Ba con boss một lượt. Toán mình rồi. Không được, mình phải giữ con zombie này trước. Sử con zombie này trước. Nhát chém cực mạnh. Mất máu. Mình phải hồi phục lại. Nhát chém cực mạnh. Ừ, nó cũng hồi phục kìa. Khốn kiếp, xong rồi. Tàn đời các ngươi rồi. Lượm cục kẹo luôn. Yes, mình đã vượt qua hai màn rồi. Ui, đây là màn cuối cùng mà. Ăn trái táo vô mới được. Phải ăn trái táo vô. Vô. Mình quýnh con nào cho có con thôi. Để không là mấy nó sẽ hồi phục lại á. Ê, đừng vô góc nha. Mình mà vô góc là nó dồn chết mình luôn á. Ash. Nó hất tung mình liên tục kìa. Cay thiệt. Hất tung hoài vậy sao mà chơi. Ấy da. Ui căng quá à. Không ổn rồi. Cái đà này chắc mình thua mất. Kỳ ghê á. Này thì khốn kiếp. Dám quýnh hội đồng á. Dám quýnh hội đồng á. 1-4 luôn. 1-4 luôn. Quýnh hội đồng á. Quýnh hội đồng. Mình vô mình quýnh. Này quýnh hội đồng. Dám quýnh hội đồng mình. Bật ram bay lên nè. Cuồng chiến. Mình bật cuồng chiến lên rồi. Cay thiệt. Nó cứ hất tung mình hoài à. Hất tung. Ép lá cạo luôn. Hất tung nè. Không ổn rồi. Số lượng nó đông quá.
mau lên. Rồi, mình đã hạ được một tên rồi. Rồi, chỉ còn nước là bật cuộc chiến lên thôi. Mình làm được rồi. Yes, mình sắp làm được rồi. Này thì boss nè. Này thì boss nè. Yes, thành công rồi. Ủa nhưng sao rương bèo vậy? Ồ, tức là mình phải vượt qua cái màn này thì mình mới có thể đi tiếp để loot rương à. Ai chà chà, thì ra nó chỉ thử thách mình thôi. Trời ơi, mới màn đầu tiên thôi mà nó khó như vậy rồi. Cái đường về đâu? Đường về đây đúng không? Sẽ đi thẳng trước đi. Chu cha. Hả? Cái căng vậy. Bây giờ boss nó đã tăng thêm đam rồi. Nhưng mà được cái mình sẽ thêm gương. Đánh tiếp không? Đánh tiếp đánh nổi không? Ủa sao mở ba lô không được ta? Chắc chơi liều luôn quá chứ sao giờ? Thử nha. Tăng vừa tăng đam mà vừa tăng máu nữa. Đường ra là đường đó. Ok. Nhớ ra đủ xíu còn chạy. Vô vô vô. Đóng băng trước rồi đã. Ủa chặt nó. Chặt nó. Chặt nó. Ủa dạ dạ. Này thì ha. Cà khỉ hả? Cà kìa ha. Mình phải đóng băng nó lại trước rồi đó mới dễ chơi được. Đóng băng nè, đóng băng nè. Rồi tới số các ngươi rồi. Tới số các ngươi rồi. Ta chặt các ngươi luôn. Chặt các ngươi. Rồi. Màn đầu thì mình có thể vượt qua được dễ thôi ha. Nhưng mà màn 3 mới căng. Thiệt luôn á. Hồi nào chuẩn bị tới màn 2 nè. Ui màn 2 là tới mấy con boss này. Tiếp tục. Tiếp tục đóng băng tiếp ha. Rồi sau đó combo nó bằng cây kiếm mega của mình. Đâu rồi đâu rồi. Chạy đi đâu. Ủa sao bây giờ nó có cái hiệu ứng làm chậm khó chịu vậy. Nó hồi phục cơ. Mình đánh con nào là phải đánh con đó nó ngủm luôn thì thôi. Chứ để nó tầm 5 giây thôi nó hồi đầy máu lại đó. Là công giá tràng liền. Trời, trời, trời. Người định làm gì? Người định làm gì? Người định làm gì? Rồi. Chúng ta đã vượt qua được ê, ê, đi rồi, đi rồi. Mạng khó nhất đi rồi. Ouch, nó hất mình lên kìa. Mình sẽ triệu hồi Eternal mình ra. Hút đam đi, hút đam đi Eternal. Ô, bây giờ mình triệu hồi được 2 Eternal kìa. Yes. Hút đam đi Eternal. Đúng rồi. Chị ra mà đánh. Mình sẽ bảo vệ Eternal của mình. Dám đánh Eternal. Dám đánh Eternal mình hả? Yeah. Mình đã thành công chiến thắng ở cái cuộc xâm lược thứ hai rồi. Nhưng mà có vẻ một Eternal của mình đã ra đi rồi. Ui sao rương. Ồ rõ ràng đánh đúng khó luôn mà nó. Nó cho đồ như vậy nè, mình thấy không có xứng đáng tí nào cả. A few moments later. Ây da, nó làm chậm mình. Ui nó quấn Eternal mình. Ui. Quấn Eternal mình quá trời luôn. Trời đất ơi. Ăn quá. Trời ạ. Eternal mình còn 2 máu hả? Cố lên. Mình làm được. Không ổn rồi. Không ổn rồi, mình phải bỏ thôi. Không thể nào mà tiếp tục được đâu. Ui. Mình vượt qua được 2 màn, 3 màn là mình hay lắm rồi đó. Chứ qua bên đó mà. Trời ơi, đồ thì cho không có nhiều mà. Sao thử thách khó dữ người ta. Công bằng nằm ở đâu? Trong khi mình nó quýnh mình nên muốn sấp mặt luôn. Trời đấy, sẽ có một ngày mình sẽ chinh phục hết tất cả các màn ở trong cái cánh cổng kho báu cuộc xâm lược đó. Nói chung thì hôm nay mình sử dụng combo kiếm thép đồng băng với lại cái kiếm mega này mình thấy nó rất là mạnh ha. Vừa khống chế tốt nè mà vừa gây được một lượng sát thương khủng nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ thứ mình cần nhất chắc là một cái bộ giáp mới, kiểu như có sức
phòng ngự thiệt là tốt á, để mình có thể đương đầu với những cái thử thách sắp tới ha. Chứ hiện tại thì giáp thép rồng thấu đều muốn không chống chịu nổi luôn mà. Là đủ hiểu mấy cái con kia nó mạnh tới mức nào rồi. Tự nhiên nhìn con lăng quăng này mắc ghét đó nha. Đợi một xíu, mình lấy cái kiếm này để mình thịt con lăng quăng này luôn. Nhìn con lăng quăng mắc ghét. Ơ, nó đi rồi. Nhanh vậy ta. Một đụng của mình là nó đi liền á. Đừng có giỡn mặt với ta nha. Rồi, mấy con zombie định làm gì? Làng mạc định vô làng ăn hiếp dân làng à? Dân làng yên tâm nhá, mình sẽ bảo kê dân làng. Và cái giá phải trả là cho mình xin ít kiện gom cái đó nhà, cái gài gần hết đồ ăn rồi. Gài hơi khổ. Hay lắm anh Golem. Phải chi Golem ở trong cái cánh cổng kho báu cũng thân thiện giống như anh Golem trong làng thì hay biết mấy. Hết từ con lăng quăng tới con dung. Người là đây, người định làm gì? Người định làm gì? Giờ mấy con này là mình nha. Đụng một cái là xỉu liền. Bây giờ mình lại kích hoạt được cái siêu năng lực là bay tự do rồi nè. Mình bay mà không cần phải dùng cánh luôn. Lâu lâu cái mình có được cái siêu năng lực đó hay thiệt á. Khoan. Hình như có gì đó sai sai. Đây có cái người đội đầu biến ngô nè. Định làm gì tôi? Scarrow. Trời ơi. Nhìn ghê quá, quýnh cái giờ đỡ ghê coi. Scarrow là ở đâu ta? Tự nhiên xuất hiện hả? Hơi bị gung quá nha. Và có vẻ là cái danh trại của bọn cướp dân làng nữa cũng không có quá là nhiều cướp dân làng ha. Lan hoay mình thấy có mấy tên thôi. Thôi anh Hợi ơi, em xin anh đấy, anh xuống giùm em cái. Thiệt tình. Giờ còn có nửa cây máu nè. Ngày nào cũng... Chắc bị ghiền điện giật đúng không? Anh bị ghiền điện giật đúng không? Gì đâu mà lâu lâu nghe ép hoài à. Rồi, và hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có được giải pháp thăng tiến sức mạnh cho bộ giáp và săn được nhiều kho báu xịn hơn á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá hơi bị ăn đấm như hôm nay á, bị boss quýnh sấp mặt luôn á. Nhưng mà không sao, sẽ có ngày mình sẽ đánh sấp mặt mấy con boss lại thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.